bàn đương. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các quý thầy cô, truyền thống tôn sư trọng đạo đó đã đi sâu vào thơ ca Việt Nam. Qua sông phải bắt cầu kiều, muốn có hay chữ phải yêu lấy thầy. Ca ngợi về nghề dạy học, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Những người thầy, những người cô là người quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã căn dặn giáo viên nói chung và giáo viên mẫu giáo nói riêng: làm mẫu giáo tức là làm mẹ thay trẻ. Muốn làm được điều đó thì trước hết phải yêu trẻ, phải bền bỉ. Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây nên tốt. Dạy trẻ tốt thì sau này các cháu trở thành người tốt. Công tác giáo viên và mẫu giáo có khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là đào tạo những người công dân tốt, cán bộ tốt cho Tổ quốc. Điều trước tiên, anh chị em giáo viên cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để cho các cháu noi theo. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình văn nghệ, xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý thầy cô thưởng thức bài hát Người Thầy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy do bạn Kiều Nha trình bày. Xin mời các quý vị cùng thưởng thức.